Chiều nay anh hai mới về phải không? Chị không biết gì hết hả? Cả đêm hôm qua anh hai canh chừng chị ở đây nè. Tình hình cô ấy sao rồi cô? Cô ấy vẫn bình thường không sao. Cô ấy vẫn ngủ ly bì vậy sao? Cô ấy vẫn ổn, nhưng do tác dụng phụ của thuốc nên cô ấy vẫn còn ngủ vậy thôi. Cảm ơn cô. Bây giờ đã có tôi ở đây rồi, cô có thể nghỉ ngơi. Anh từ Đà Lạt bay về rồi tới thẳng đây sao? Dạ phải. Cô ấy thiệt là có phước, được chồng cưng. Mà cô em chồng cũng thương quá trời luôn. Lúc tối nhìn thấy cảnh em chồng cô ấy quyến luyến không rời, tôi cảm động quá trời luôn. Phòng bác sĩ ở ngay bên cạnh, nếu có gì cần anh cứ gọi, bác sĩ sẽ tới ngay à. Cảm ơn. Chào anh. Cô đó, cô ngang bướng lắm đó, cô biết không? Trong người yếu rồi mà còn đi mưa đi gió, tối lại ra sân hướng xương. Tôi nói mà cô đâu có chịu nghe, cứ tưởng mình là mình đồng gia sắc không. Báo hại tôi phải vượt mấy trăm cây số. Cô vừa lòng cô chưa? Cái gì mà mới bệnh cũng mấy ngày mà hốc hác rồi. Tôi phải nhắc dì Tư coi lại cách ăn uống của cô mới được. Dì Tư ơi, dì Tư. Chị hai hết sốt rồi nè. Con mừng quá à. Chị hai ơi, hôm qua hả, em cứ sợ là chị hai chết bỏ em đó. Chị xin lỗi nha, chị đã làm cho em với dì Tư phải lo lắng vất vả từ hôm qua tới giờ. Nè con, có cháo dì Tư mới nấu nè, con ăn đi, cháo đang nóng để mau lợi sức nè. Dạ. Cả ngày hôm qua con chưa có ăn uống gì hết đó. Đây con. Ê, cầm cho. Cẩn thận nóng đó. Để con thổi cho nó hết nóng. Cẩn thận nha con. Ăn một miếng nha. Con cảm ơn dì Tư, con làm phiền dì nhiều quá. Có gì đâu, con khỏe lại là mừng rồi đó. Con mau ăn đi. Dạ. Đúng rồi đó, cháo ngon lắm đó. Nè Mỹ Ngọc, con ở đây chơi với chị hai. Dì Tư đi chợ, lát dì ghé qua đón con về nhà luôn. Dì Tư đi chợ tới ngày mai hãy về nha. Dì Tư, dì Tư cứ đi chợ đi, lát nữa con xin xuất viện rồi đưa Mỹ Ngọc về luôn. Đâu có được, bác sĩ nói con còn ở lại để theo dõi mà. Dì, con thấy trong người con khỏe lắm rồi, con cũng không có còn sốt nữa đâu. Nè, con không có được cãi lời bác sĩ, con phải ăn rồi nghỉ ngơi. Dì Tư đi chợ, lát dì Tư ghé lại, nghe không? Dạ. Đúng rồi, mình phải ăn rồi nghỉ ngơi, nghe lời người lớn nói thì mới mau khỏe được, biết chưa? Mỹ Ngọc ngoan. Để con mở cửa cho. Ăn hết rồi uống sữa nghe không con? Dạ. Dạ, mời dì Tư đi chợ tới ngày mai. Con nhỏ này thiệt. Chị hai. Ngon. Mà chán quá. Chị đã hết thiệt bệnh rồi mà dì Tư cũng không cho chị về nữa. Chị mà về là anh hai la đó. Anh hai nói chị phải ở lại bệnh viện, chị chưa có khỏe hẳn đâu. Ai nói cho anh hai em biết là chị bị bệnh vậy? Bộ em nói hả? Tại hôm qua chị bị sốt cao, em sờ lên trán của chị mà cái tai của em nó muốn phỏng luôn á. Đã vậy ha, chị còn mê sảng,
nói cái gì lung tung hết á. Em với dì Tư sợ quá chừng luôn. Mẹ không có ở nhà nên dì Tư phải gọi điện thoại cho anh hai biết đó. Chiều nay anh hai mới về phải không? Chị không biết gì hết hả? Cả đêm hôm qua anh hai canh chừng chị ở đây nè. Em mới nói là cả đêm hôm qua anh hai ở trong này với chị hả? Có thiệt không vậy? Thiệt chứ. Sáng sớm em thức dậy là đã nghe anh hai nói chuyện với dì Tư rồi. Biểu là dì Tư nấu cháo nè, đem vô cho chị ăn cho mau khỏe đó. Chị ăn cháo đi, ăn cháo xong còn uống sữa nữa. Hả? Sao anh ta lại ở đây cả đêm với mình được chứ? Không đâu, chắc Mỹ Ngọc nghe lầm rồi nghĩ như vậy thôi. Em tưởng ai cũng thương chị giống như em thương chị chắc. Thì đúng vậy mà. Em thương chị hai, dì Tư thương chị hai, mẹ thương chị hai, anh hai cũng thương chị hai luôn. À quên nữa, xém xíu quên. Đây nè. Cái điện thoại của chị hai hết pin nên là em sạc đầy pin cho chị rồi nè. Chị cảm ơn em nha. Em thiệt là chu đáo quá đi à. Em lớn rồi, em phải biết chứ. Nhưng mà chị nặng cái má em đau quá. Em gái của chị lớn thiệt rồi. Lúc nào đối diện với mình, anh ta cũng làm ra vẻ hung thần bạo chúa. Vậy sao phải giả làm người tốt khi mình không biết gì? Để làm gì kia chứ? Mặc kệ anh ta đi. Dù sao mình cũng phải biết ơn vì anh ta đã lo lắng cho mình. Còn mục đích sâu xa của anh ta là gì á? Chị kể đi. Anh ta làm gì trong đó vậy ta? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Anh ơi, có chuyện gì? Tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn tôi? Vì cái gì? Tôi nghe nói là tối hôm trước anh đã nhờ tôi mặc cấp tốc bay từ Đà Lạt về, rồi còn thức cả đêm ở bệnh viện canh chừng tôi nữa. Tôi rất cảm ơn anh. Bệnh viện này làm ăn tất trách thiệt. Cô vẫn còn sốt cao, tại sao lại cho xuất viện về nhà chứ? Tôi hết sốt rồi mà. Tôi khỏe rồi thiệt đó. Hết sốt rồi mà sao cô vẫn còn mê sản vậy? Tôi mê sản hả? Cô tưởng cô là ai mà khiến tôi phải gấp rút bay vậy? Cô là ai mà tôi phải túc trực bên giường bệnh cả đi? Vậy mà không chịu là mình đang mê sản sao? Mau vô soạn đồ rồi nhập viện lại giùm tôi đi. Ủa? Cái gì vậy trời? Vậy là sao? Rõ ràng là cô y tá nói.
hay là người mà cô y tá nói là anh Khiêm? Cũng đâu có đúng, ảnh còn không biết mình bị bệnh mà. Vậy là người đó không thể là anh Khiêm được. Mà Mỹ Ngọc cũng xác nhận là anh ta ở trong bệnh viện cả đêm với mình. Vậy sao anh ta phải chối chứ?